Xin chào các bạn đã đến với Học viện AD Academy, mình tên là Bảo. Trong video lần này, mình sẽ dạy các bạn cách để layout những cái view dựa vào frame, sử dụng Xcode 8, Swift 3. Mình đề cập đến vấn đề đó là tính toán kích thước cũng như là vị trí của tất cả những cái view trong hệ thống màn hình. Và mình sẽ không sử dụng phương pháp kéo thả để tạo nên những cái view này, mà sẽ sử dụng hoàn toàn bằng code. Đầu tiên thì mình sẽ nói một tí về layout dựa trên frame. Thì như các bạn thấy trên hình, mình có một cái super view là view cha. Trong cái view này nó sẽ chứa hai cái sub view, và hai cái sub view này mình cần phải định ra vị trí của nó là như thế nào. Ví dụ như là x như thế nào, y như thế nào, và từ x và y này các bạn sẽ đưa hai cái sub view này vào đúng vị trí của nó trên view cha. Và các bạn lưu ý là ở đây mình sẽ không có dùng interface builder để kéo thả, mà tất cả sẽ làm bằng code. Đầu tiên thì mình sẽ cùng điểm qua về cách làm việc của hệ thống tọa độ là Coordinate System trong UI Kit. Thì như các bạn biết là trong hệ thống tọa độ XY thì nó luôn tồn tại hai trục. Thứ nhất là trục X, như các bạn đang thấy đây là trục X, còn đây là trục Y. Đối với trục X sẽ đi từ trái sang phải, còn với trục Y thì sẽ là từ trên xuống dưới. Mình cũng có một số lưu ý, đó là hệ thống tọa độ này thì không liên quan gì đến độ rộng là Width hay là chiều cao là hay của view. Nó không có giới hạn và có thể mở rộng vô hạn theo 4 hướng. Đây là hướng thứ nhất, hướng thứ hai, hướng thứ ba và hướng thứ tư. Thì thực tế thì nó sẽ bị giới hạn bởi kiểu là SIGFLAT. Nếu là 32 bit thì sẽ bị giới hạn trong hệ thống là 32 bit, và 64 bit trong hệ thống là 64 bit. Thì tiếp theo mình sẽ có một cái ví dụ về cái frame trong view là như thế nào. Như các bạn đang thấy trên màn hình thì đây là một cái hệ thống tọa độ là với trục X và trục Y. Mình đặt vào đây là một cái view, và trong cái view này nó sẽ chứa tổng cộng là 4 sub view. Ở đây thì mình sẽ lấy là 3 sub view, là bao gồm 3 hình chữ nhật màu xanh lá, xanh dương và màu vàng để mình làm ví dụ. Thì như các bạn đang thấy, lúc này trên màn hình của mình có một cái view, và cái view này nó đang chứa tổng cộng là 3 cái sub view nhỏ này. Thì khi này, lúc này khi mà mình nói về cái frame của ba cái hình chữ nhật này, có nghĩa là mình đang nói về tọa độ XY của ba hình này tính theo cái trục tọa độ của view cha này. Và mình nói ví dụ như ở đây các bạn giống lên từ cái view xanh lá này, các bạn giống lên đây là khoảng 150. Thì lúc này đây, khi các bạn nói về frame của hình chữ nhật xanh lá này, tức là lúc đó các bạn đang đề cập đến tọa độ của hình chữ nhật này nhưng tính theo tọa độ của view đang chứa nó. Tiếp theo thì mình sẽ nói với các bạn về bounce. Vậy bounce là gì? Thì theo như tài liệu nói về UI view, bounce là một property thể hiện vị trí kích thước của view trong chính hệ thống tọa độ của nó. Một view các bạn có thể xem như là một window hay là một viewport, và trong một cái hình chữ nhật của mặt phẳng định nghĩa bởi hệ thống tọa độ XY của nó. Nói một cách dễ hiểu hơn, ở đây mình có một cái ví dụ là các bạn thấy mình có một cái super view là một cái hình chữ nhật như thế này màu trắng. Và khi mà cái super view này mình muốn lấy vị trí của nó trong chính cái hệ trục tọa độ của bản thân cái super view này, thì khi đó mình sẽ dùng là bounce. Thì khi mà mình gọi là super view.bounce thì cái tọa độ đầu tiên của super view này sẽ bắt đầu là từ vị trí là 0,0 như thế này đây. Và nó sẽ đi từ, nếu mà đi từ 0 đến con số này thì mình ước lượng là 320, nó sẽ là bounce.size và .width. Còn nếu mà đi từ 0 mà tới đây thì nó sẽ là bounce.size và .height. Thì khi đó các bạn sẽ lấy được chiều cao cũng như là chiều rộng của super view này và dựa theo là bounce. Mình sẽ nói một cái ví dụ khác để các bạn hiểu rõ hơn về frame và bounce. Thì ở đây mình tổng cộng có hai view. Ở đây view A là một cái view cha, còn view B này là một view con. Thì khi mà các bạn nói là view B này mà chấm frame, tức là lúc này các bạn đang lấy là từ cái điểm này các bạn lấy đến hệ trục tọa độ của view A, và các bạn lấy từ điểm này và các bạn giống lên thì nó sẽ tạo thành một cái điểm là 140 và là x, còn y là 65. Thì đây chính là x, y trong hệ trục tọa độ của A. Còn khi mà các bạn nói là view B mà chấm bao, tức là các bạn đang tính trong hệ trục tọa độ của view B, thì đây bắt đầu x và y của view B nó sẽ được tính là 0,0. Thì nếu như mà các bạn có một phép so sánh là tại đây thì là 140 và 65,
là khi các bạn lấy về frame, nhưng mà khi các bạn lấy về bao thì nó lại là 0,0. Thì đây chính là cái sự khác biệt rất là lớn, nên các bạn phải cần hiểu rõ là frame và bao như thế nào. Và nếu mà các bạn hiểu được vấn đề này thì khi các bạn đặt cái view lên trên một cái view khác hoặc là một view khác so với một view khác nữa thì những vị trí của nó giữa frame và bao sẽ chính xác hoàn toàn. Khi đó các bạn sẽ có một cái layout nó như ý. Tiếp theo thì mình sẽ nói một tí về việc là mình sẽ code layout như thế nào. Thì đây là một cái ví dụ, mình có một cái màn hình như thế này chứa tổng cộng là hai view, view đỏ và view xanh. Thì view đỏ và view xanh này mình không có kéo thả bằng UI view, mà mình sẽ dựng hai cái UI view này bằng code như các bạn đang thấy. View đỏ và view xanh này cách nhau là 10 và cách hai biên trái phải của view cha là 10, cũng như là cách biên trên và biên dưới của view cha là 20. Thì nó có một vấn đề khác xảy ra là nếu như thiết bị của các bạn quay thì nó tổng cộng có 4 hướng quay như thế này là portrait, upside down, landscape left cũng như là landscape right. Thì khi đó nếu như các bạn không set lại frame cũng như là bao cho cái view của mình thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có vấn đề như thế này. Tức là lúc này khi màn hình xoay thì cái view của mình nó không có nhận ra được cái sự thay đổi của frame và bao, và khi đó nó vẫn tiếp tục lấy frame và bao cũ. Thì các bạn thấy lúc này đây, cái hệ trục tọa độ mà nó lấy của view cha đang bị sai. Và nếu như các bạn set lại frame thì nó sẽ ra một kết quả như thế này. Thì đây chính là cái kết quả mà mình mong muốn trong một cái màn hình được lật ngang. Sau đây chúng ta sẽ có một demo nhỏ để nói về cái việc sử dụng frame và bao trong việc dựng view bằng code là như thế nào. Ở đây mình đã tạo sẵn một project đặt tên là Auto Layout by Programming. Và các bạn lưu ý mình sẽ không dùng Interface Builder trong Main Storyboard để mà mình kéo thả view, mà mình sẽ tự tạo ra view này bằng code. Đầu tiên mình sẽ tạo ra thứ nhất là một red view, sẽ là UI view. Thứ hai sẽ là một blue view, cũng là một UI view. Lúc này thì hiện tại mình đã có được hai cái UI view này, nhưng hiện tại vị trí của nó vẫn chưa có trên view cha. Thì mình sẽ đi layout nó bằng cách là mình set frame của nó trên view cha. Thì mình sẽ override lại hàm view disappear. Tức là lúc này đây, khi mà view đã xuất hiện rồi thì mình bắt đầu layout cho hai cái view red và blue này. Đầu tiên là mình sẽ nói về red view. Thì thứ nhất mình sẽ set màu cho nó là red view chấm background color sẽ là UI color và sẽ là màu đỏ. Tiếp đến thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ layout về frame cho red view này. Thì nói về frame tức là mình đang nói về tọa độ của red view trên view cha. Thì lúc này các bạn sẽ tưởng tượng là red view này nó sẽ có x là 10 và y sẽ là 20. Tức là lúc này nó sẽ nằm cách view cha phía bên trên sẽ là một khoảng y 20 và cách biên đi vào là x sẽ là khoảng cách là 10. Tức là red view chấm, các bạn sẽ set cho mình là frame bởi vì mình đang set red view trên view cha, thì sẽ là CG red. Và mình sẽ chọn là cái option này bao gồm x, y, width, height và tham số truyền vào sẽ là CG flat. Đầu tiên về x thì sẽ là 10, y sẽ là 20. Còn width thì lúc này đây các bạn sẽ tưởng tượng là red view này nó sẽ là bằng phân nửa của cái view cha. Thì tức là view cha và chia đôi, nhưng mà do khoảng cách giữa những cái view, tức là view đỏ và view xanh nó cách nhau là 10, nên mình phải trừ thêm 10 cộng với hai cái biên mình cách vào 10 nữa, nên mình phải trừ luôn, tổng cộng là mình sẽ trừ 30. Và cuối cùng khi mà các bạn trừ hết, các bạn sẽ chia 2 để ra được cái width của red view bằng cách là các bạn lấy cell.view là một UI view và các bạn sẽ chấm tiếp cho mình là bao. Thì các bạn thấy lúc này mình sẽ chấm size và chấm quick. Thì các bạn sẽ không hiểu tại sao lại là chấm bao. Thì các bạn thấy mình đang muốn lấy là cái quick của thằng view, và chính bản thân thằng view này nó cũng có một trục tọa độ mình đã giới thiệu trong slide. Nên khi mà xét bản thân trục tọa độ của view để mình lấy được quick của chính bản thân nó thì các bạn sẽ dùng là bao. Lúc này
thì width mình sẽ trừ cho là tổng cộng là khoảng cách, có 3 khoảng cách là 10 × 3, và mình sẽ đóng một cái ngoặc lớn lại như thế này. Và mình lúc này đây là mình đã lấy được là cái width của thằng cha. Lúc này mình sẽ ra đây và mình sẽ chia cho 2. Tiếp đến là height, thì height cũng tương tự như vậy, nó sẽ có một cái phép tính, đó là đối với height thì các bạn lại lấy là cell.view.bao.size.height. Thì lúc này đây khi nói về height có nghĩa là các bạn xét về cái chiều là y, mà y của mình cách biên trên là 20, cách biên dưới là 20, nên mình phải trừ cho hai khoảng cách này, tức là 20 × 2. Sau đó thì mình sẽ ra được là cái height. Các bạn lưu ý là mình không có chia 2, bởi vì ở đây mình sẽ lấy là toàn bộ cái chiều cao chứ không có lấy phân nửa màn hình, nên mình chỉ việc là trừ cho 20 × 2 như thế này. Ở đây mình sẽ cắt ra một khoảng. Thì bạn thấy lúc này mình đã xét được cái red view frame của nó là như thế nào. Tiếp theo nữa thì lúc này đây khi các bạn chạy lên nó vẫn chưa hiện được cái red view, mà các bạn cần phải đặt cái red view này, các bạn add nó vào trong cái view cha, tức là các bạn sẽ gọi đến là cell.view, tức là view cha, và các bạn sẽ là add sub view. Thì lúc này các bạn truyền vào red view như thế này. Lúc này đây thì khi các bạn chạy ứng dụng lên nó sẽ ra được một cái kết quả. Mình sẽ chạy lại ứng dụng. Như các bạn đang thấy lúc này cái màn hình của mình đã xuất hiện lên, nó ra kết quả như thế này, đúng như mình mong muốn, đó là cách biên trên 20, cách biên dưới là 20 so với view cha, cũng như là cách biên bên tay trái này là 10. Thì các bạn thấy mình sẽ ra được một kết quả như thế này. Thì như mình nói ban nãy, cái cell mà các bạn chấm view chấm bao nó sẽ lấy toàn bộ cái width của cái hàng view cha này, và nó sẽ trừ cho những tổng những cái khoảng cách mà mình đã tính toán để nó ra được cái width thật sự, và mình sẽ chia 2 để mình có được cái view đỏ nằm phân nửa thế này. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu layout cho view xanh. Thì đầu tiên để mình tìm được vị trí x của view xanh trên view cha, thì các bạn sẽ thấy cái view xanh này nó sẽ cách view đỏ này một khoảng là 10, thì x nó sẽ nằm ở đây. Thì mình sẽ nói lại là đầu tiên tính từ biên bên tay trái này các bạn sẽ cộng vào là 10, và tiếp theo các bạn sẽ cộng là width của thằng view đỏ này, thì nó sẽ là redView.bao.size.width. Thì các bạn sẽ lấy được đến đây, và các bạn lại tiếp tục cộng 10 thì nó sẽ nằm ở đây, và chính ngay tại cái điểm này nó sẽ là cái x tiếp theo của thằng view xanh. Và thằng view xanh này cũng sẽ có width bằng với thằng width của thằng view đỏ, và đồng thời cũng sẽ cách view cha biên tay phải này một khoảng là 10, cũng như biên dưới là ở đây, và biên trên sẽ là 20. Mình sẽ quay trở lại với code và mình bắt đầu layout cho view xanh bằng cách là mình sẽ set background color cho nó đầu tiên là uicolor.blue như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ lấy blue view này, mình chấm frame để mình set vị trí của nó so với view cha red, cigarette, và mình sẽ chọn đây. Thì x lúc này đầu tiên mình sẽ cách biên tay trái của view cha khoảng là 10, cộng cho là red view này, thì mình muốn lấy width thì nó sẽ là bao, tính từ vị trí đầu tiên là 0,0 của thằng red view, mình chấm size và mình lấy đến width của nó. Tiếp theo thì mình muốn cách ra một khoảng là 10 thì mình sẽ cộng cho 10. Thì ngay tại lúc này mình đã có được x. Còn y thì đơn giản là mình chỉ cách biên trên một khoảng là 20 như thế này là xong. Tiếp đến sẽ là width, thì mình sẽ mở ngoặc ra, mình sẽ gọi đến cell.view.bao.size.width như thế này. Thì tiếp theo nữa thì mình cũng sẽ trừ cho khoảng cách, tổng khoảng cách giữa những cái view này là 10, mình sẽ nhân cho 3 như thế này, và mình sẽ chia 2 tương tự như đối với red view. Và đối với hay thì mình cũng sẽ lấy cell.view
chấm bao, chấm size và chấm hay. Như thế này, mình trừ cho biên trên và biên dưới khoảng cách giữa hai biên này và mình nhân cho 2. Như thế này thì lúc này mình đã ra được blue view, và mình sẽ lấy cell.view và mình add subview sẽ là blue view. Mình sẽ chạy lại ứng dụng. Lúc này thì khi ứng dụng chạy lên, các bạn thấy mình đã có một view xanh như thế này. Và đây là kết quả mà mình nhận được sau khi mình đã layout thành công. Thì đó là cách để các bạn định nghĩa về frame cũng như là bao, để các bạn có thể tính toán được những cái điểm x, y cũng như là quick hay của một view và giúp nó hiển thị chính xác trên cái view cha. Nhưng mà lúc này đây, khi mình nhấn cái tổ hợp phím là command và cái phím qua bên tay phải như thế này, mình quay thì các bạn thấy cái view nó đang bị sai. Lý do là khi mà mình quay view này thì frame của cái view cha nó thay đổi, nhưng view con này lại không nhận ra cái sự thay đổi đó nên nó cũng tiếp tục lấy frame cũ. Thì ở đây mình sẽ cần có hàm để mình biết được view này nó quay khi nào, và mình xét lại frame cho hai cái view này bằng cách là mình quay trở lại code. Mình sẽ gọi đến hàm là DidRotate. Thì hàm này là nó sẽ báo được là khi nào mà các bạn đang quay cái view. Thì để mà xét lại frame bằng code thì các bạn chỉ việc đơn giản là các bạn sẽ lấy red view này, các bạn copy xuống cũng như là blue view. Thì cả hai cái việc copy này đều là để định nghĩa lại frame khi mà cái view nó được cái view cha nó được quay xong. Mình sẽ chạy lại ứng dụng. Ứng dụng của mình đã run lên. Lúc này đây mình sẽ tiếp tục mình quay. Thì các bạn thấy lúc này hai cái view này của mình đã được định nghĩa là frame chính xác theo cái frame của view cha đang được xoay, thì nó cũng cách cái biên 10, cách nhau 10 cũng như cách trên và cách dưới là 20. Thì đây chính là việc mà các bạn set frame để có thể là hiển thị đúng so đối với màn hình ngang. Như vậy thông qua video clip này, mình đã hướng dẫn các bạn cách để hiểu rõ hơn về frame, bao cũng như là tạo ra những cái view dựa trên frame, tính toán kích thước cũng như là vị trí sau khi mà mình quay một cái view nào đó. Thì các bạn lưu ý là khi mà mình quay view thì lúc đó frame của view cha đã bị thay đổi, nên mình cần phải chú ý để set lại frame cho những cái view con một cách thật chính xác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.